Và bây giờ anh chị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 3 loạt bài viết về nguồn của tác giả Anh Quốc. 7 giờ sáng, cậu phụ trách sang phòng các bác. Hé cửa, vẫn thấy ba bác nằm không cựa quậy. Bác nào bác nấy vẫn nguyên quần nguyên áo từ tối hôm qua, như xác chết trên giường. Mùi hôi của rượu trộn lẫn với mùi thức ăn thập cẩm đặc trưng của những người bị ói đậm đặc ở trong phòng. Tẩm không thể chịu được. Cậu phụ trách khép cửa, trong bụng nghĩ kiểu này thì 10 giờ trưa các bác mới tỉnh. Xem đồng hồ, cậu phụ trách quay lại, các bác đã dậy, nhìn bác nào cũng như ma đói, ngồi thẫn thờ như mất hồn ở trên giường. Thấy cậu phụ trách, các bác đều lắc đầu, chẳng biết các bác có ý gì. Cậu phụ trách che tay trên mũi nói, theo lịch sáng nay đưa các bác đi xem bảo tàng Bảo tàng ở Moscow có nhiều, nhưng có hai bảo tàng phù hợp với về nguồn là bảo tàng lịch sử và bảo tàng vũ trụ Nga. Bây giờ các bác vệ sinh tắm rửa, ăn trưa rồi ta đi. Có lẽ buổi chiều chỉ qua được một trong hai bảo tàng, các bác chọn bảo tàng nào? Xếp xua tay. Thôi, cứ ăn trưa đi rồi bạn. Rồi bảo tàng vũ trụ cũng là lúc bảo tàng đóng cửa. Buổi chiều yên ắng, bầu trời hoàng hôn Moscow đỏ như gạch giống hệt như tường thành của Điện Kremlin. Ấn tượng về một nền khoa học vũ trụ của một cường quốc hàng đầu được giải mã. Một phần sự thật của nền hàng không vũ trụ Xô Viết giờ đây mới được hé lộ sau khi Liên Xô sụp đổ. Người Xô Viết đã trả giá và mất mát quá nhiều về con người và kinh tế trong cuộc chạy đua vào không gian vũ trụ. Cứ một chuyến bay thành công là ba chuyến thất bại, hàng trăm phi công vũ trụ không bao giờ quay về và hàng ngàn người bị chết trong các vụ thử nghiệm. Người Nga không còn luyến tiếc quá khứ. Họ đã công bố rất nhiều sự thật về những tháng năm tăm tối tàn khốc trong chế độ Soviet Tại sao ở Việt Nam người ta không dám tuyên truyền một sự thật như thế nhỉ? Họ vẫn đổ tội cho Gorbachev là tội đồ phá bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước Xô Viết. Lên ô tô, cậu phụ trách đoàn gợi ý tối nay lịch trình các bác muốn như thế nào? Bác chủ tịch tủm tiểm nhìn hai bác kia rồi nói à, Tôi vẫn thích bài tình ca của Hoàng Việt, lúc ấy các cụ nhà mình cũng đánh đinh đánh đáo ra trò ấy chứ. Cái đoạn vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa, ấy. không hiểu có ý gì nhỉ. Sếp đột luôn, đi tìm gái chứ còn gì, đêm hôm đi tìm hương hoa thì chỉ tìm gái chứ tìm cái đất gì. Lòng vã cũng như lòng sung, cao đạo, giấu như mèo giấu kích. Cậu phụ trách biết các bác đã vào bẫu. Thế các bác thích xem rau ngô chứ gì? Tây nó không như ta đâu, nó cạo sạch. Cái món này ở đây sẵn nhưng em không thạo vì việc này đại sứ quán cấm tiệc. Các bác muốn đi khám điện thổ ở Nga thì em phải gọi cho bọn đàn em. Bác chủ tịch buông miệng. Đấy là việc của chú sắp xếp. Ngày mai đi Leningrad rồi, tối nay mừng luôn đi. Ăn tối xong cũng gần 9 giờ. Ba bác đợi ở ngã tư gần đại sứ quán một lúc thì có một chiếc xe 5 chỗ đến đón. Một cậu trạc 40-45 tuổi bước xuống hỏi, các bác vừa ở Việt Nam sang có phải không? Không cần đợi trả lời, cậu ấy xua tay. Các bác lên xe đi rồi nói chuyện. Xe phóng đi. Đêm bắt đầu chuyển lạnh, đèn phố loang loáng trên cửa kính dần dần mất hẳn. Dưới ánh đèn phà hai bên đường toàn cây. Chắc là ra đến vùng ngoại ô. Lúc này cậu lái xe mới phá tan sự im lặng. Cái món này nhà nước nó cấm, cũng như ở ta nên phải chui lủi như thế này này. Các bác cứ tự nhiên, vào đấy không phải nói gì cả, 150 đô một người, các bác đưa trước cho em. Ở đây gái Phi, Ukraine, Nga, Trung Á, Armenia có tất. Bác nào thích loại nào phải báo trước cho em, không ưng có thể đổi. Xe đổ lại trước một ngôi nhà mà cậu lái xe gọi là ốp nằm trong một khu rừng tối om om, chẳng có đèn đường hay đèn công cộng, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ các cửa sổ hắt ra. Ba bác bước xuống xe, không khí lạnh và mùi ngai ngái của rừng phả vào mặt làm các bác thêm hưng phấn. Chốn hương hoa đã sừng sững trước mặt, một cảm giác lưỡng lự thoáng qua rồi vụt tắt, cánh cửa bằng thép nặng nề mở ra. Cuộc phiêu du vào thế giới bản năng rất quen và rất lạ bắt đầu. Anh Chi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.